đẹp không? Giống như cái nón. Cái chỗ này không trang trí. Có như bạn làm không? Bạn làm cái mặt bên kia mà. Nó cô để vô trong cái hộp cho con đi. Rồi đi em về. Để cho vô cái hộp đi. Nếu mà nhiều keo quá thì con lấy bớt ra thì mình thấy nó xịt một đống nha. Trời ơi cái nơ thì nhỏ mà lấy cái nơ trang trí cái gắp này đi. Không có hộp lúc nào hết trơn. Để đây nè. Lấy cái keo, lấy cái gì múc bớt cái keo đó ra đi. Con lấy gì đâu mà một người keo nè. Đây đây đây. Rồi thì cái gì mà hai cái bông hoa luôn nhỉ? Con này sao để đây hả? Rồi đó. Rồi thêm này là chấm một ít thôi. Cái này lắp mấy cái cốm vào đây cho nó nhiều màu sắc mà. Ô cần cốm nha. Trời ơi, không cần mấy cái màu đậm như vậy, nó sốc đi. Rồi, thôi, không cần làm. Okay.